Nay em sẽ test con điều hòa cửa sổ 2 chiều, nhưng mà cũng nghi ngờ vấn đề là cái điều hòa cửa sổ 2 chiều nó không có đâu, nhưng mà nghĩa là không có điều máy điều hòa cửa sổ của Nhật mà lại có 2 chiều. Thì hôm nay em sẽ test luôn. Hôm nay nhiệt độ khá là lạnh, hôm nay nhiệt độ rơi vào tầm khoảng ngoài trời rất tầm khoảng 22-23 độ, và sau đây là 24-25 độ. Hôm nay em sẽ test con máy này nhá. Đây là cái nhiệt kế, em sẽ đè vào đây. Để rồi nhá. Ok, bây giờ bật máy lên. Em đặt nhiệt độ là 30 độ C nhé. Có thể giảm nhiệt độ tăng, đặt độ 30 độ C đi, cho nó lên cho nhanh. Đợi chút nhá, đợi chút cho lốc nó lên. Lốc nó lên là sẽ xoay chiều. Đây, đang đặt chế độ sưởi rồi. Đây là chế độ sưởi mọi người nhé. Thì đây là dòng 2 chiều của Nationa. Hôm nay mình qua mình đã giới thiệu cho các bạn ở trong cái clip trước. Đấy, bắt đầu đóng lốc. Đấy. Thì mọi người theo nhiệt độ tăng nhá. Đấy, bắt đầu tăng. Đấy, bắt đầu tăng. 28, 29. Đấy. Gió đâu thôi mày. Mày rất khỏe luôn, mày 9.000. Và cái nguyên lý như nào ạ? Nguyên lý là khi mà chạy mùa đông ấy thì cái nóng này là cái lạnh nóng chảy đến trước và cái lạnh sẽ chảy đến sau. Đây nhá, mình sẽ lên nhiệt kế đang là 34 độ nhá, mình sẽ xoay cái nhiệt kế này, cái nhiệt kế này vào đằng sau. Đó. Đây nhá, đây nhiệt kế đây nhá. Mọi người nhìn nhá, nhiệt độ bắt đầu giảm này. Đấy. Đó, ok chưa? Đó. Thì là nóng sẽ đằng trước và lạnh sẽ đằng sau, nó sẽ đổi chiều lại. Có thế thôi, nguyên lý đơn giản như vậy thôi. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người nhá. Nếu mọi người còn thắc mắc gì về các cái điều hòa cửa sổ của dòng 1 chiều và 2 chiều thì có thể liên hệ trực tiếp bên mình nhá. Để mình tư vấn giải đáp thêm các cái vấn đề về điều hòa cửa sổ một cục của Nhật.